đó là gì ạ? Cái đầu tiên khi mà chúng ta tham gia vào cái việc mà vẽ truyện tranh, đó là kịch bản. Nhận các bước để vẽ truyện tranh. Đây là cái dạng cuốn sách ebook. Cái cuốn ebook là làm truyện tranh bằng AI. Và hầu hết anh chị em khi mà tham gia cái lớp học này thì anh chị em sẽ được tặng cái cuốn sách này nhá. Anh chị em sẽ được tặng cái cuốn sách này. Huy không cần biết anh chị em đóng bao nhiêu tiền, nhưng mà Huy mong muốn anh chị em làm được. Cho nên là Huy đã viết ra tất cả những cái gì cần thiết để mình làm ở trong cái ebook này. Đấy, còn nếu anh chị em nào chưa nhận được cuốn ebook thì vui lòng gửi lại email vào trong nhóm, Huy sẽ gửi cái ebook này cho anh chị em. Ok không ạ? Rồi. Cái đầu tiên đó là các bước để vẽ truyện tranh. Khi mà chúng ta vẽ truyện tranh, anh chị em chúng ta lưu ý đến hai cái gọi là hai cái mấu chốt quan trọng nhất. Mấu chốt đầu tiên đó là quan tâm đến độc giả của chúng ta là ai. À, chúng ta vẽ truyện tranh thì chúng ta phải xem rằng là chúng ta mong muốn vẽ truyện tranh cho ai. Đúng không ạ? Chúng ta vẽ truyện tranh, cái cuốn truyện của chúng ta vẽ cho ai? Cho học sinh lớp 1 đến lớp 5, hay là cho gì ạ? Các bạn tiểu học, các bạn gì ạ? Mầm non, hay các bạn cấp 2, hay các bạn cấp 3, hay dành cho người lớn. Tại sao lại như vậy ạ? Khi mà chúng ta quan tâm đến độc giả của chúng ta sẽ phải hỏi xem là gì ạ? Là họ cần cái gì. Chúng ta có thể sử dụng chat GPT để chúng ta hỏi cái đối tượng độc giả của chúng ta là gì. Ví dụ Huy hỏi là gì ạ? Hãy cho tôi biết những độc giả là học sinh cấp 1, tức là gì ạ? Từ 6 cho đến bao nhiêu ạ? Cấp 1 từ 6, 7, 8, 9, 10, 6 cho đến 11 tuổi. Đấy. Muốn gì từ những cuốn truyện tranh? À, tức là gì ạ? Việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta phải biết được những cái độc giả của chúng ta họ muốn gì. Chúng ta có thể thay đổi được cái độc giả của mình, đó là học sinh cấp 2 từ 12 cho đến là gì ạ? Là 15 tuổi, 14 tuổi. Học sinh cấp 3 từ 15 cho 18 tuổi, hay là đại học, sinh viên đại học từ 18 cho đến 22, 23 tuổi. Đó. Thì chúng ta phải biết được họ muốn cái gì để chúng ta gì ạ? Tập trung vào cái việc phục vụ họ. Học sinh mà mẫu giáo hay là mầm non, họ có nhu cầu khác. Cấp 2, cấp 3, nhu cầu khác. Được chưa? Ok, ở đây thì chat GPT, anh chị em có nhìn thấy không? Anh chị em nhìn thấy cái phần chat GPT Huy đang chạy không? Có À, rồi. Ok. Thì thứ nhất đó là gì ạ? Cốt truyện nó phải hấp dẫn. Anh chị em nhìn thấy không? Để mà thu hút được học viên hay là để thu hút được độc giả thì đầu tiên là câu chuyện là hấp dẫn. Người ta bảo là gì ạ? Là được mắt ta ra mắt người, tức là mình phải nghe đọc, mình phải thấy thích đã thì người ta đọc mới người ta mới thấy hay, đúng không ạ? Thế đầu tiên là câu chuyện là hấp dẫn. Độc giả học sinh cấp 1 ấy thì thường đọc những cái câu chuyện thú vị, có cốt truyện lôi cuốn hấp dẫn, các tình tiết phải được xây dựng một cách logic và thú vị để trẻ giữ cho trẻ quan tâm và không bị nhàm chán khi mà đọc. Như vậy anh chị em thấy là gì ạ? Cái cốt truyện là vô cùng quan trọng. Cái thứ hai đó là nhân vật nó phải hài hước, đáng yêu. À, anh chị em để ý này. Độc giả học sinh cấp 1 thường thích các nhân vật có tính hài hước và đáng yêu. Nhân vật như thế giúp truyện trở nên vui nhộn, dễ thương, thu hút sự quan tâm của trẻ. Bởi vì sao ạ? Cái đội mà mẫu giáo mà cấp 1 ấy thì anh chị em thấy là gì ạ? Là cái sức gọi là tập trung, cái khả năng tập trung của họ ấy, của các bé là rất là thấp, và để chúng ta thu hút được sự quan tâm của họ, của các bé
thì chúng ta cần phải đưa ra những cái gì ạ? Những cái nhân vật mang tính chất là hài hước và đáng yêu cộng với cả cốt truyện hấp dẫn, đúng chưa ạ? Tiếp theo cái số 3 đó là chúng ta cần cái một cái hình ảnh sắc nét và màu sắc bắt mắt. À, như vậy khi mà chúng ta vẽ truyện tranh, chúng ta biết rằng à với truyện tranh đặc biệt dành cho học sinh cấp 1 thì chúng ta phải vẽ truyện tranh với hình sắc là sắc nét, màu sắc là bắt mắt. Đúng không ạ? Rồi. Cái thứ tư đó là gì ạ? Câu chuyện nó phải dễ hiểu. Đừng đánh đố, đừng gây quá nhiều những khó khăn, đơn giản thôi, được chưa ạ? Đơn giản và dễ hiểu để cho các bạn học sinh cấp 1 có thể hiểu được. Ngôn từ thì nó phải đơn giản, đừng đừng dùng những cái từ chuyên ngành, đừng dùng những từ lóng. Đó, từ lóng tức là từ mà chỉ có một vài người biết thôi, hoặc từ địa phương chỉ có một cái khu vực nào đó biết thôi, được chưa ạ? Thế trẻ cần thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu đối với nội dung truyện. Câu chuyện nên được kể một cách rõ ràng và dễ để cho trẻ có thể theo dõi và tận hưởng một cách thoải mái. Như vậy là gì ạ? Chúng ta tưởng tượng như này, khi chúng ta đọc cuốn truyện tranh ấy thì chúng ta đang hòa mình vào và tưởng tượng mình đang ở trong cái cuốn truyện tranh đó. Đấy. Cái số 5 đó là giai điệu tích cực. Trẻ em trong cái độ tuổi này ấy, thì thường thích những câu chuyện có tông màu mang tính chất lạc quan, tích cực, những cuộc phiêu lưu thành công, những tình huống vui vẻ giúp trẻ cảm thấy vui mừng và động viên. Tức là gì ạ? À? Có những câu chuyện nó mang tính chất là gì ạ? À? Kinh dị, đúng không ạ? Ma mị, đúng không ạ? Rồi có những câu chuyện mang tính chất là gì ạ? À? Cái kết cục nó mang tính chất đóng. Thì khi đó sao ạ? Thì khi đó thì rất là khó để giúp cho các em nhỏ có thể hiểu được cái câu chuyện. Đó. Vì vậy hãy mang những cái giai điệu tích cực. Cái số 6 đó là gì ạ? Cái giá trị giáo dục. Truyện tranh có thể cung cấp những cái giá trị giáo dục cho học sinh, có thể truyền đạt những bài học về tình bạn, về gia đình, về lòng dũng cảm, về lòng nhân ái, về giá trị đạo đức thông qua các cái gì ạ? Thông qua các cái câu chuyện, các cái nhân vật ở trong phim, à, trong truyện. Cái số 6 đó là thế giới tưởng tượng. Học sinh cấp 1 thích khám phá những cái thế giới mang tính chất tưởng tượng, phong phú và pháp thuật. Truyện tranh có thể đưa trẻ vào các cuộc phiêu lưu kỳ thú, nơi trẻ có thể thỏa sức mơ tưởng, tưởng tượng vào những điều không thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Cái điều này anh chị em nhìn thấy rõ nhất ở cái cuốn truyện gì ạ? Harry Potter, đúng không ạ? Cái bà Rolling Stone ấy, bà là trở thành tỷ phú đô la đầu tiên về viết truyện, viết viết truyện để trở thành tỷ phú. Và Harry Potter nó tạo ra cả một thế giới phép thuật, và trẻ con rất thích những cái thế giới phép thuật tưởng tượng như vậy. Chúng ta có thể thích hay không thích không quan trọng nhá, quan trọng là cái độc giả chúng ta thích. Đấy, hay chỗ đó. Và cái điều này rất có ý nghĩa dành cho trẻ con. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trẻ con nó đang cần phát triển cái não phải. À, nói thêm một chút nữa về não trái và não phải. Não trái thì phụ trách những cái con số màu sắc là đơn sắc, đen trắng, những cái thứ mang tính chất là logic đơn giản. Ok không ạ? Não phải thì hướng mọi người đến cảm xúc, đến màu sắc sặc sỡ, đến những thứ liên quan đến gì ạ? Liên quan đến hội họa, văn nghệ, nghệ thuật. Đó. Thế thì một cái người logic ở não trái và một cái người mà gì ạ? Là gọi là tưởng tượng ở não phải, thì bây giờ ấy, chúng ta biết rằng là gì ạ? EQ, tức là chữ E và chữ Q ấy, tức là gì ạ? Là chỉ số cảm xúc, emotion quality, tức là gì ạ? Chỉ số cảm xúc thì nó quan trọng hơn rất nhiều so với EQ, intelligence quality, tức là gì ạ? Chất lượng của gì ạ? Của cái trí thông minh. Cái người thông minh chưa chắc đã giàu, nhưng cái người mà có cảm xúc tích cực ấy thì kiểu gì họ giàu. Họ giàu đầu tiên là giàu về mặt cảm xúc, giàu thứ hai là giàu về mặt
bạn bè hay là các mối quan hệ. Giàu thứ ba đấy là giàu về mặt tiền bạc, được không ạ? Như vậy là gì ạ? IQ, EQ thì quan trọng hơn là IQ. Và bây giờ chúng ta rèn luyện cho gì ạ? Đối tượng con cái, học sinh cũng như là các bạn trẻ, đó là chúng ta sẽ rèn luyện chính về cái EQ, tức là emotion, đúng không ạ? Emotion quality là chất lượng về cảm xúc, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo đó là sự đa dạng. Sự đa dạng. Học sinh cấp 1 thích cái sự đa dạng trong câu chuyện, đừng có dập khuôn, đừng có làm những cái thứ mà đơn giản. Cái thứ 9 đó là gì ạ? Phù hợp với độ tuổi. Học sinh cấp 1 thì truyện tranh phải phù hợp với các bạn ấy. Như vậy là gì ạ? Nếu như mà chúng ta làm những cái truyện tranh liên quan đến học sinh cấp 1 thì trong cái cuốn truyện tranh đó chúng ta phải có nhân vật, nhân vật chính, nhân vật phụ hoặc nhân vật phản diện, nó liên quan đến cái độ tuổi mà các bạn học sinh cấp 1 đang làm. Bây giờ ví dụ nhỉ, anh chị em viết truyện tranh cho học sinh cấp 1 nhưng anh chị em lại viết những cái truyện tranh của những cái người người trưởng thành, một cái gì ạ, một cái nhân viên văn phòng ABC lớn khoảng 20 30 tuổi thì làm sao ạ? Khi mà các bạn học sinh lớp 1 họ đọc ấy, họ thấy bảo liên quan đến mình, cái này không liên quan đến mình, cái này như là cho ai ấy mà cho mình đọc chả hiểu gì đấy. Cho nên là gì ạ? Khi mà chúng ta biết được cái mục tiêu, cái đối tượng mà chúng ta hướng tới là gì thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ gì ạ? Tập trung vào cái nội dung như nào. Chúng ta cần phải có những cái nhân vật phù hợp với cái độ tuổi của độc giả chúng ta hướng tới nhá. Chúng ta không thể nào gom tất cả mọi thứ vào một được, phải chia nhỏ ra, nó gọi là thị trường ngách. Chúng ta có thể bán, chúng ta có thể cho, chúng ta có thể tặng, kể cả tặng không đồng thì gọi là bán với giá trị không đồng. Ok, Huy có những cái chương trình miễn phí, Huy có những chương trình đào tạo về truyện tranh, về vẽ tranh miễn phí là không đồng, nhưng làm sao ạ? Huy cũng phải bỏ tiền ra để chạy quảng cáo, bỏ tiền ra để anh chị em nhìn thấy cái gì ạ, cái chương trình miễn phí của Huy. Như vậy là gì ạ? Ngay cả khi chúng ta bán miễn phí thì vẫn là bài nhá. Rồi, cái thứ 10 đó là chúng ta truyền cảm hứng và kỹ năng. Truyện tranh có thể truyền cảm hứng và khuyến khích trẻ phát triển những cái kỹ năng sáng tạo, viết, vẽ và tư duy logic. Các câu chuyện có thể giúp trẻ khám phá và phát triển sở thích cá nhân và tài năng riêng của mình. Ok không ạ? Như vậy, với mỗi một cuốn truyện tranh, chúng ta cần một cái điều, đó là cái thứ hai ở đây, đó là gì ạ? Đó là bài học chúng ta hướng tới cho độc giả. Anh chị em thấy không ạ? Bài học chúng ta hướng tới cái độc giả là gì? Đó là tình yêu, đó là tình bạn, đó là sự kiên trì, đó là sự cố gắng, đó là gì ạ? Đó là sự nỗ lực, đó là khả năng lắng nghe, rồi bất kỳ kỹ năng gì chúng ta phải nghĩ ra, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói cái điều này cho cả người lớn hay trẻ con đều được, nhưng trẻ con cần cái kỹ năng nào thì chúng ta đưa vào cái kỹ năng đó. Ok nhá. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết được cái nguyên tắc đầu tiên khi mà vẽ truyện tranh, đó là hai cái nguyên tắc chính. Một, đó là tập trung vào độc giả của mình. Thứ hai, đó là bài học chúng ta muốn truyền tải là gì. Ok ạ. Sau khi chúng ta nắm bắt được hai cái yếu tố này thì chúng ta mới nên đi tiếp theo những cái khía cạnh tiếp theo. Bây giờ Huy sẽ hỏi anh chị em một câu hỏi và vui lòng anh chị em chúng ta hãy comment thật nhanh, đó là anh chị em chúng ta muốn vẽ truyện tranh cho đối tượng nào, và thứ hai đó là cái bài học hay là cái câu chuyện hay là cái rút kinh nghiệm mà chúng ta muốn truyền tải tới họ là gì. Ok, anh chị em hãy comment xuống cái đối tượng là chúng ta muốn hướng tới là độ tuổi bao nhiêu, kể cả người lớn được nha, người lớn hay trẻ con thì đều giống nhau. Chúng ta hãy tập trung vào mục tiêu của mình. Mục tiêu của chúng ta đó là gì ạ? Là mong muốn truyền tải cái câu chuyện của mình cho đối tượng nào.
độ tuổi bao nhiêu, hãy comment xuống thật là nhanh. Nếu anh chị em không comment thì tức là anh chị em không tham gia. Và nếu anh chị em không tham gia thì Huy hoàn toàn có thể dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Tất nhiên, Huy sẽ bù nó vào buổi khác, không mất quyền lợi của anh chị em. Nhưng nếu anh chị em comment thì Huy sẽ tiếp tục chia sẻ. Ok không ạ? Rồi, bạn Thế Tuấn chia sẻ là 16-30 tuổi, truyền đạt các cái quan điểm sống. Rồi, hướng tới đối tượng là giáo viên và học sinh mầm non, bài học là những cái khoa về khoa học, về kỹ thuật. Rồi, trẻ em cấp 1 muốn giáo dục trẻ em về đạo đức. Rồi, rất tốt. À, anh chị em khác thì tiếp tục chia sẻ đúng không ạ? À, cho trẻ mẫu giáo bài học về cuộc sống, kỹ năng như sách Ehon của Nhật. Rồi, ở trong cái cuốn sách này nhé, ở trong cái cuốn sách này thì Huy cũng có một cái phần đó là gì ạ? 50 cái đức tính tốt cần rèn luyện. Đó, thì anh chị em chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái mục tiêu này. Ví dụ, đó là suy nghĩ tích cực, chăm chỉ và siêng năng, kiên trì và bền bỉ, tự giác và tự chủ, cởi mở, linh hoạt, lắng nghe và quan sát, trung thực và chân thành, tôn trọng người khác, tự tin và quyết đoán, giữ gìn sức khỏe, thiết lập mục tiêu rõ ràng, hoạch định kế hoạch. Đấy, thì Huy đã có một số cái gọi là gợi ý cho anh chị em khi mà chúng ta gọi là nhỉ, làm cái câu chuyện của mình. Rồi, như vậy là khi mà chúng ta đã biết mục tiêu của chúng ta mong muốn là gì, thì một trong những thứ mà cực kỳ quan trọng mà Huy mong muốn anh chị em chúng ta phải nắm được, đó là 7 bước hay là 7 thành phần tạo ra hàng ngàn cuốn truyện hấp dẫn và lôi cuốn. À, cho Huy xin hỏi một câu, đó là bao nhiêu anh chị em chúng ta trong phòng Zoom ngày hôm nay đã biết được 7 bước hay là 7 thành phần để tạo ra cuốn truyện hấp dẫn thì comment số 1. Còn nếu anh chị em mà chưa biết thì comment số 2 đúng không ạ? Chưa biết thì comment số 2. Còn biết rồi, không phải không không muốn học nữa, không cần học nữa thì comment số 1. Nếu mà nhiều người comment số 1 thì Huy sẽ bỏ qua phần này. Anh chị em đỡ mất thời gian, mình tập trung luôn vào phần vẽ. Còn nếu anh chị em mà chưa biết thì Huy sẽ chia sẻ đó, để anh chị em có thể tạo ra hàng ngàn cuốn truyện hấp dẫn hoặc là những cái bộ phim, kể cả là phim Hollywood hay là những cái phim hoạt hình cơ bản hay là những cái phim cổ tích đều có một cái mô típ chung hết. Ồ, toàn số 2 vậy. Có ai số 1 không? Anh chị em khác thì sao? Mình nhớ là hôm trước mình có chia sẻ phần này rồi. Rồi. Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn nhé. Kỹ hơn. Đúng không ạ? Rồi, cái thứ nhất, anh chị em chúng ta là gì ạ? Có 4, 7 bước hay là 7 thành phần. Thành phần thứ nhất hay là bước 1 luôn luôn đó là gì ạ? Anh chị em chúng ta hãy gì ạ? Hãy mô tả hay là chia sẻ về bối cảnh. Bối cảnh của cái câu chuyện. Quên chia sẻ màn hình. Rồi, anh chị em nhìn thấy chưa? Đúng rồi, đã có nghe cái buổi public hôm trước đúng không ạ? Rồi, hôm nay mình sẽ đi chi tiết hơn nhé, đi chi tiết hơn cho anh chị em. Thế thì cái bối cảnh của câu chuyện ấy, đó là gì ạ? Thời gian và không gian. Mình cần quyết định thời gian diễn ra câu chuyện, có thể là quá khứ, hiện tại, tương lai hoặc là một thời đại không xác định. Đấy. Bên cạnh đó là xác định không gian diễn ra như là thành phố, như là làng mạc, như là quốc gia, như là một thế giới giả tưởng. Ví dụ như này. Bối cảnh của Harry Potter được đặt tại một thế giới phù thủy ẩn giấu trong xã hội hiện đại. Đấy là gì ạ? Đấy là bối cảnh. Bối cảnh của một cái gì ạ? Cái câu chuyện của lọ lem. Đấy, lọ lem.
đó là gì ạ? Ngày sửa, ngày xưa. Đó. Rồi, sau đó thì chúng ta hãy đưa ra những cái chi tiết hoặc là những cái thông tin quan trọng để đảm bảo là người đọc có thể hiểu được cái bối cảnh của mình. Sử dụng bối cảnh để phát triển nhân vật, bối cảnh có thể ảnh hưởng đến tính cách, quan điểm và hành động của nhân vật. Hãy cho mọi người thấy làm thế nào để môi trường có thể ảnh hưởng đến nhân vật, cũng như nhân vật chính cũng như các nhân vật phụ. Ví dụ, một nhân vật sống trong một khu ổ chuột có thể phải đấu tranh với sự nghèo đói, buộc họ phải trở nên mạnh mẽ và kiên cường. Tuy nhiên, họ sẽ có những cái tính cách mang tính chất là gì ạ? Hơi nhỏ mọn, hơi hèn kém một tí. Ok không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái bối cảnh nó ảnh hưởng tới gì ạ? Tới cái tính cách của nhân vật. Tiếp theo là chúng ta tích hợp cái bối cảnh và câu chuyện. Bối cảnh không chỉ riêng nền tảng cho câu chuyện mà còn đóng vai trò như một nhân vật tạo ra xung đột và các tình huống thú vị. Ví dụ như trong cuốn truyện là Cuốn Theo Chiều Gió, bối cảnh cuộc nội chiến và thời kỳ tái thiết ở miền Nam nước Mỹ tạo ra những xung đột và thử thách cho nhân vật chính là Scarlett O'Hara. Đấy. Như vậy là gì ạ? Cái bối cảnh nó tạo ra sự xung đột nội tâm của nhân vật. Đó. Cái số tiếp theo nữa là gì ạ? Là sự thể hiện sự thay đổi của bối cảnh. Anh chị em chúng ta thấy rằng là gì ạ? Bối cảnh không hề giữ nguyên mà bối cảnh có sự thay đổi, đúng không ạ? Như vậy là bối cảnh có thể thay đổi theo thời gian, giúp câu chuyện phát triển và tạo động lực cho câu chuyện. Như vậy là gì ạ? Chúng ta hãy thay đổi bối cảnh của câu chuyện khi mà cần thiết, đúng không ạ? Ví dụ như là trong những cái cuốn Cô Bé Lọ Lem đi. Đấy, thì ban đầu bối cảnh là một cái ngày xưa, ngày xưa cô bé này ở với dì ghẻ. Nhưng mà sau đó bối cảnh nó chuyển sang là gì ạ? Sang là cung đình, sang đó là gì ạ? Là cái một cái cuộc gọi là party của hoàng gia. Đó, như vậy là sự dịch chuyển của bối cảnh nó rất là quan trọng. Nhưng mà nó phải phù hợp nhớ này, nó phải phù hợp với cái bối cảnh ban đầu. Ví dụ như là bối cảnh ban đầu đó là vào năm 2050. 2050 tức là tiếp cách đây khoảng độ 230 năm gì đó. Tức là nó là thời tương lai. Thì những cái sự phát triển của bối cảnh nó phải phù hợp với cái bối cảnh ban đầu. Ok không ạ? Rồi. Sau đó thì chúng ta hãy miêu tả kỹ cái bối cảnh mà chúng ta hướng tới. À, những cái khung cảnh, những cái tòa nhà, những tòa lâu đài nó như thế nào để cho người đọc họ tưởng tượng. Nhớ này, để cho người đọc họ có thể tưởng tượng ra. Nhưng ở đây chúng ta vẽ truyện tranh thì sao ạ? Thì chúng ta hãy tưởng tượng ra điều đó và chúng ta làm sao thể hiện nó bằng những bức tranh vẽ. Tại sao độc giả thích đọc truyện tranh hơn truyện chữ? Truyện chữ thì nó rất là nhàm chán, đúng không ạ? Truyện tranh nó sinh động hơn bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không mất công phải tưởng tượng nữa, nó hiển thị ra trước mặt họ rồi. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta làm truyện tranh thì độc giả chúng ta sẽ thích hơn. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo bước số 2 hay thành phần số 2 đó là giới thiệu nhân vật chính. Thường sẽ có một đến hai nhân vật chính và để mà mô tả cái nhân vật chính ấy, thì chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải mô tả cái tính cách của nhân vật chính. Tôi nói ví dụ nhỉ, ở Tam Quốc Chí thì chúng ta có các nhân vật chính như là gì ạ? Là Lưu Bị, đúng không ạ? Là Trương Phi, là gì ạ? Là Quan Vũ. Ở Tây Du Ký chúng ta có những cái nhân vật chính như là gì ạ? Tôn Ngộ Không, đó là gì ạ? Đường Tăng, đó là gì ạ? Đó là Bát Giới, đó là Sa Tăng. Ok không ạ? Như vậy là gì ạ? Là chúng ta mô tả cái nhân vật chính của mình một cách cụ thể rõ ràng để lột tả được cái gì ạ? Là cái tính cách cũng như là cái chất, cái phong cách riêng của nhân vật của mình. Đó. À, sau đó thì chúng ta hãy thiết lập cái mục tiêu khát vọng. Ví dụ như là một cái câu chuyện là cái nhân vật chính của mình sẽ là gì ạ? Đi để mà cứu công chúa giống như thầy tranh ấy,
Thầy Chanh là đi diệt Trần Trần Tinh để cứu công chúa. Thì mục tiêu của thầy Chanh ở đây đó là cứu người, cứu công chúa, đúng không ạ? Và hoặc là một cái gọi là Mario nấm nấm lụt, hoặc là con trai ngày xưa, cái game con trai ngày xưa anh em, thì đó là gì ạ? Mục tiêu như là phá đảo, phá phá cái đảo đó để mà cứu người đó. Như vậy là chúng ta có một cái mục tiêu, đó là gì ạ? Là nhân vật chính có một cái mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên anh chị em để ý này, khi mà các cái gì ạ, khi mà các cái câu chuyện ấy, nhân vật chính ban đầu ấy có thể là không có một mục tiêu nào cả. Và cái sự phát triển của cái gì ạ, tư duy ở trong nhân vật chính ấy, nó rất quan trọng. Đầu tiên nhân vật chính của mình là sống rất bình thường như mọi người bình thường khác để tạo sự gần gũi, được không ạ? Sau đó họ nhận ra họ có một sứ mệnh, họ có một trách nhiệm nào đó, và họ cần phải hoàn thành cái sứ mệnh đó. Cho nên là gì ạ, họ phải cố gắng, họ phải nỗ lực để mà gì ạ, vượt qua những khó khăn. Ví dụ như trong cái phim Transformer, tức là cái phim mà robot biến hình nhé, anh chị em đồng ý không? Thì cái nhân vật chính ban đầu của chúng ta đi mua cái xe cũ. Thì tạm thời stop nha. Cái nhân vật chính trong cái bộ phim Transformer ấy, đó là gì ạ? Đi mua cái xe cũ. Sau đó là sao? Ngớ ngẩn thế nào đấy? Là gì ạ? Chọn đúng cái xe, nó gọi là Transformer. Sau đó về đến gara, tự nhiên nó biến hình thành con robot. Sau đó nó bảo là gì ạ? Mày là người được chọn, bây giờ mày phải cứu thế giới. Thế là tự nhiên mình trở thành nhà dạ, mình trở thành người cứu thế giới, đúng không ạ? Như vậy là cái quá trình phát triển nó từ cái người bình thường, why, câu hỏi là why, tại sao ta phải làm như vậy? À, cái người bình thường nó giống làm sao, giống phần lớn cái độc giả xem cuốn phim đó. À, họ là một cái người gì ạ, rất bình thường, thậm chí là cái người thất bại trong cuộc sống. À, con thì là không có chơi, không có yêu, vợ thì bị bộ vợ bỏ, có một cuộc sống rất là gì ạ, rất là chán nản, đúng không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ, cái cuộc sống của cái nhân vật chính ban đầu ấy, nó rất là giống với đối tượng người xem, đối tượng người xem. Nếu câu chuyện trong truyện tranh chúng ta cũng vậy, cái đối tượng mà học sinh cấp một chúng ta hướng tới, thì cái nhân vật ban đầu ấy nó phải giống với đối tượng đó. Chúng ta hướng đến đối tượng nào thì cái nhân vật khi mà chúng ta giới thiệu ban đầu nó giống với đối tượng đó. Sau đó sao à, chúng ta gì ạ, xây dựng cái nhân vật hay là phát triển cái nhân vật đó lên để nhân vật đó trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn, nỗ lực hơn và có một mục tiêu rõ ràng. Ok không ạ? Đấy. Đó. Thì đấy là cái về gọi là nhân vật. Và trong cái quá trình mà chúng ta giới thiệu nhân vật chính ấy, thì chúng ta cần một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là giới thiệu về quá khứ hay là bối cảnh của nhân vật chính đó. Thì nơi ví dụ một cái một cái cảnh phim, một cảnh phim trong phim Mission Impossible của Tom Cruise, thì khi mới đầu vào bộ phim ấy thì đạo diễn đã cho chúng ta thấy Tom Cruise đấy, tham gia vào một cái gì ạ, một cái dự án hay là một cái mission, tức là một cái gọi là mission, nó gọi là nhiệm vụ, ok ạ? Và cái nhiệm vụ đó rất khá là khó khăn, nhưng Tom Cruise hay là nhân vật chính đã gì ạ, hoàn thành. Và hoàn thành cái nhiệm vụ ban đầu đó chỉ để làm gì ạ? Chỉ để giới thiệu rằng à, đây là một anh điệp viên rất là tài năng đã hoàn thành một cái nhiệm vụ khó khăn. Sau đó thì sao? Sau đó thì mới bắt đầu giới thiệu về một cái tổ chức hắc ám, rồi là một cái dự án gì đó rất là kinh khủng. Và việc của chúng ta đó là cần phải gì ạ? Cần phải gọi là ngăn chặn cái dự án đó. Đấy, như vậy là gì ạ? Thời gian đầu hay là cái ban đầu ấy, đó là chúng ta giới thiệu nhân vật
và giới thiệu cái bối cảnh để làm sao để cho mọi người thấy rằng, biết được rằng nhân vật đó như thế nào. Đấy. Hôm nay là Huy đi rất là kỹ anh chị em. Hôm nay Huy đi rất là kỹ để anh chị em có thể hiểu rằng là làm chuyện ngắn hay chuyện dài thì đều có một cái mô típ chung như vậy. Còn tất nhiên khi mà anh chị em chúng ta làm một chuyện ngắn ấy thì chúng ta phải lược bớt đi nhé, lược bớt những cái bước ABC không cần thiết, được không ạ? Ví dụ nhỉ, chuyện tấm cám chẳng hạn, vào chuyện một phát đó là gì ạ? À, nhà tấm có hai chị em, đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Đi thẳng vào giới thiệu nhân vật luôn nhá. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái việc mà chúng ta sẽ giới thiệu về mặt nhân vật chính. Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu về nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện thì có thể là chính bản thân của mình, nếu mà chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người cái sự đấu tranh nội tâm. Nhân vật phản diện có thể là một con quái vật, có thể là một cái người nào đó cản trở cái mục tiêu của mình. Khi mà chúng ta muốn đi cứu công chúa thì tất cả những cái cản trở trên cái con đường mà chúng ta đi cứu công chúa thì đó đều là nhân vật phản diện. Ok không ạ? Rồi. Và để mà câu chuyện nó trở nên hấp dẫn ấy, thì cái nhân vật phản diện của chúng ta ấy, chúng ta cũng phải mô tả nó thật là kỹ, thật là rõ. Đấy. Đặc biệt là với truyện tranh thì chúng ta sẽ vẽ cái nhân vật phản diện đó nó thật là ghê gớm, thật là kinh khủng. Nó càng ghê gớm càng kinh khủng thì làm sao? Thì cái cuộc chiến giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện nó diễn ra ấy, nó càng hấp dẫn. Ok ạ? Rồi, cái tiếp theo đó là chúng ta cần phải xây dựng cái mối quan hệ giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện. Huy nói ví dụ nhỉ? Trong cái cuốn truyện tranh mà Bí mật của may mắn, mà Huy đã chia sẻ cho anh chị em. Rồi. Trong cuốn truyện tranh mà Bí mật của may mắn Nghĩa chia sẻ cho anh chị em thì trong đó có một cái gọi là nhân vật phản diện. Oh no. Đây. Thì trong cuốn truyện tranh này ấy, đó là gì ạ? Bắt đầu từ cái bối cảnh nhé. Cái bối cảnh anh chị em nhớ này, bắt đầu từ một cái gọi là toàn cảnh. Bối cảnh nó có 3 phần. Thứ nhất là toàn cảnh. Thứ hai là gì ạ? Trung cảnh. Toàn cảnh là một cái thành phố hiện đại. Trung cảnh là một cái văn phòng. Và thứ ba đấy là cận cảnh. Đó là gì ạ? Trong cái văn phòng đó thì bắt đầu cận cảnh thì chúng ta bắt đầu giới thiệu nhân vật. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo là đến cái gì ạ? Nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện ở đây Huy chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ? Đấy là con quái vật. Đấy. Con quái vật rất là kinh khủng. Và khi mà chúng ta đưa ra mô tả có con quái vật này, nó càng kinh khủng, mắt đỏ lòm, rồi là gì ạ? Rất nhiều răng. Đấy, răng nhọn hoắt. Và rất là nguy hiểm. Và có thể đe dọa đến tính mạng của nhân vật chính. Đó. Thì khi mà cái con quái vật nó càng nguy hiểm, nó càng kinh khủng, thì câu chuyện nó càng hấp dẫn. Cái người đọc họ càng bị cuốn theo cái gì ạ? Theo câu chuyện của mình. Ok không ạ? Đó. Cho nên
khi mà chúng ta phát triển cái nhân vật phản diện thì chúng ta cũng cần phát triển cái tính cách, ví dụ như là cái tính cách của nhân vật phản diện là con quái vật này, nó là gì ạ? Tính cách rất là hung dữ, rất là hung dữ, đúng không ạ? Nó đuổi theo nhân vật chính một cách rất là kinh khủng đó. Như vậy ở đây là chúng ta phát triển nhân vật chính và nhân vật phản diện ở trong Tây Du Ký, hoặc là ở trong là Hồng Lâu Mộng, hoặc là ở trong là Tam Quốc Chữ Nghĩa, thì anh chị em thấy rất là rõ điều này. Đó là những cái nhân vật chính và nhân vật phụ đều được khắc họa một cách rất là chi tiết, rất là chi tiết đó. Ok bạn, rồi sau khi mà chúng ta hiểu về nhân vật chính và nhân vật phản diện thì bắt đầu chúng ta đi tới đến phần thứ ba. Phần thứ ba đó là phần thứ tư, đó là các nhân vật hỗ trợ. Thì các nhân vật hỗ trợ có vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng nhân vật chính, giúp tăng cường tính hấp dẫn của câu chuyện. Đấy. Thì cái nhân vật hỗ trợ thì chúng ta cũng cần cái hình ảnh rất là rõ ràng. Ví dụ như này ạ, trong cái cuốn Cô Bé Lọ Lem đi, thì cô bé Lọ Lem khi mà khóc thút thít, khi mà không được đi dự hội cùng với cả bà mẹ và hai cô chị gái, thì lúc đó một bà tiên đã xuất hiện, đúng không ạ? Bà tiên biến cái bí ngô thành cái cỗ xe ngựa, biến những cái chú chuột thành những cái con ngựa, và cho cô bé Lọ Lem một cái bộ váy rất là sang trọng cộng một cái đôi giày thủy tinh đó. Thì cái nhân vật hỗ trợ này là rất là cần thiết ở trong những cái cuốn truyện tranh, đặc biệt là những cuốn truyện tranh cho trẻ con đó. Những chuyện truyện tranh cho người lớn ý, thì đôi khi ý, thì nhân vật hỗ trợ chính là bản thân mình. Kẻ thù lớn nhất của mình là bản thân mình, nhưng cái người mà giúp mình lớn nhất cũng chính là bản thân mình. Nhưng với những cái câu chuyện dành cho trẻ con thì chúng ta lưu ý đó là những nhân vật hỗ trợ rất là quan trọng. Ví dụ như là ông Bụt này, anh chị em thấy không? Ông Bụt hiện ra và cái trong câu chuyện Tầm Cám, đúng không ạ? Đấy, hoặc là trong câu chuyện là Ăn Khế Trả Vàng thì con Quạ nó là nhân vật hỗ trợ, đúng không ạ? Đó, thì trong các câu chuyện dân gian ấy, anh chị em chúng ta đều thấy có xuất hiện bóng dáng của nhân vật hỗ trợ. Nhân vật hỗ trợ sẽ làm cho độc giả cảm thấy mình được gọi là giúp đỡ, cảm thấy yên tâm hơn. Chứ còn nếu mà mình phải làm tất mọi thứ, mình phải cố gắng ấy, thì đôi khi họ lại không thích đâu, đúng không ạ? Đó. Rồi, bước số 5 đó là mô tả cái trận đánh giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện. Cái trận đánh này có thể là gì ạ? Là cái sự đấu tranh nội tâm của chính nhân vật chính. Khi đó nhân vật phản diện chính là gì ạ? Chính là nhân vật chính, nhưng ở một khía cạnh là khác, tiêu cực, đúng không ạ? Ngoài ra thì cái nhân vật phản diện có thể là những cái thế lực ở bên ngoài. Thì nếu như thế lực bên ngoài hay chính là nội tâm của nhân vật chính, thì cái việc mà đấu tranh giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện càng gay cấn, càng căng thẳng, càng quyết liệt thì nó càng hay. Đấy. Ví dụ như là những cái trận đánh nhau trong kiếm hiệp, trong truyện trưởng, thì nhân vật chính ra cái chiêu A thì nhân vật phản diện ra chiêu B, nhân vật chính ra chiêu C thì nhân vật phản diện ra chiêu D. Nó liên tục như vậy. Và nó có những cái bế tắc, nó có những cái nút thắt trong cái cuộc chiến ấy, nó thể hiện những cái nút thắt, và nhân vật chính phải tìm cách để vượt qua cái nút thắt đó, được nhỉ? Và khi đó thì sao? Khi đó câu chuyện nó được hấp dẫn hơn. Chứ còn nếu anh chị em chúng ta tưởng tượng này, nếu mà chúng ta đưa vào chat GPT ấy, nó sẽ nói rằng là nhờ vào sự thông minh của nhân vật chính tên là A gì đó, cho nên họ đã vượt qua được cái rào cản này. Tức là nó rất là bình thường, nó không có gì ghê gớm cả. Nhưng nếu mà chúng ta mô tả chi tiết cái trận đánh đó thì đấy là một cái cơ hội để giúp cho cái câu chuyện là hấp dẫn hơn. Ok không ạ? Cho nên anh chị em chúng ta làm truyện tranh ấy, chúng ta phải lưu ý điều này.
nhé. Rồi, cái số 6 đó là giải pháp hay là chiến lược, kế hoạch, cách mà nhân vật chính sử dụng để chiến thắng cái nhân vật phản diện. À, ví dụ như này, cái nhân vật chính của chúng ta là cô bé Hoàng Em. Bây giờ làm sao chiến thắng được cái kẻ thù đó là hai 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 con gái của bà mẹ gì kia? Bây giờ chiến lược của cô bé Hoàng Em là gì ạ? Là không có chiến lược gì, là khóc. Và sau đó là sao ạ? Bà tiên diễn ra, bà tiên hiện ra. Cô bé tấm cám thì sao? Khi mà bị tấm cháo hết cái đồ mà mình kiếm được thì tấm cám làm gì ạ? Là khóc. Đúng không ạ? Chiến lược hay là chiến thuật của họ đó là khóc. Và sau đó rất là may mắn có bà tiên, có ông bụt hiện ra và cho họ cái giải pháp. Tuy nhiên nó chỉ dành cho trẻ con thôi. Nếu mà người lớn mà chúng ta lạm dụng cái điều này thì nó sẽ không tốt, đúng không? Nhưng trẻ con thì sao? Trẻ con họ rất thích điều này. Trẻ con rất thích là sẽ có những cái thế lực nào đó đến và giúp nó. Đấy, đấy là trẻ con. Cho nên chúng ta phải tập trung vào cái mong muốn của trẻ con. Nó là như vậy. Ok không ạ? Như vậy là chúng ta đến đến cái thứ năm, đó là cuộc chiến. Cái thứ sáu đó là gì ạ? Giải pháp chiến lược. À, thứ sáu là giải pháp chiến lược. Thứ bảy đó là bài học mà chúng ta rút ra. À, cái bài học mà rút ra của câu chuyện đó nó có tác dụng gì cho cái người đọc hay không, nó kết nối cái bài học đó với các nhân vật hay không, kết thúc nó có mạch lạc và hài lòng cho khán giả hay không, đấy, nó có làm nổi bật lên giá trị đạo đức hay không. Bài học rút ra từ câu chuyện cần phải phản ánh giá trị đạo đức mà tác giả muốn truyền tải, giúp cho người đọc nhận ra được tầm quan trọng của giá trị này trong cuộc sống. Ví dụ trong cuốn truyện cổ tích Ba Chú Lợn, bài học về sự chăm chỉ và thông minh được làm nổi bật thông qua việc xây dựng ngôi nhà bền vững của chú lợn thứ ba. Ok không ạ? Rồi tạo ra sự kết nối đối với người đọc. Bài học nên gần gũi và giải quyết được các vấn đề của người đọc. Họ cũng có những vấn đề, những nỗi đau giống nhân vật trong truyện. Cuối cùng, nhân vật chính đã tìm ra giải pháp. Và đây có thể là giải pháp của người đọc. Từ đó họ cảm thấy như thể đang nói về họ. Họ áp dụng các bài học vào trường hợp họ dễ dàng hơn. Điều này sẽ giúp câu chuyện trở nên nhân văn và sâu sắc hơn. Ok không ạ? Rồi. Đấy là cái 7 bước hoàn thành cái câu chuyện. Rồi tiếp theo, đó là cách tạo cái nhân vật thống nhất với Miss Johnny. Ở đây thì Huy đã có một cái ví dụ. Đó là gì ạ? Đầu tiên, đó là Huy tạo một câu lệnh như này. Đó là a little boy character Monty Pose and expression children book illustration style detail watercolor cute 8 years old full color blue Wellington book green coat with hot green coat tức là gì ạ? Áo khoác with hot tức là gì ạ? Với cái mũ choàng. Đấy, short wavy brown hair tức là gì ạ? Là đầu cái tóc ngắn màu nâu. Đấy, tóc ngắn màu nâu. Đấy, và flat color tức là màu phẳng không có 3D. White plain ground tức là gì ạ? Là background là màu trắng. Như vậy là sau khi mà Huy tạo ra câu lệnh này thì nó cho Huy một loạt những cái gì ạ? Những cái nhân vật. Và nếu mà mình thấy nhân vật nào mà phù hợp, ví dụ như là nhân vật cái ô số số mấy à, số 2 này, mình thấy những nhân vật này phù hợp thì lúc đó chúng ta đưa vào Canva hoặc các phần mềm chỉnh sửa ảnh để chúng ta tạo ra những cái gì ạ, những cái hình ảnh nhân vật này một cách là gì ạ, khác nhau. Rồi sau đó chúng ta gì ạ, chúng ta copy toàn bộ cái hình ảnh đó, đưa lên Discord. Và chúng ta đưa những cái hình ảnh này vào để làm gì ạ? Để trở thành một cái gọi là câu lệnh hình ảnh.
để dẫn dắt cho cái người nghe, cái người dẫn dắt để tạo cho bot, tạo con bot với Johnny để nó hiểu rằng là mình muốn tạo ra cái nhân vật như này. Sau đó thì ngoài cái việc của chúng ta copy cái nhân vật ra thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ copy nguyên si, nhớ này, copy nguyên si cái câu lệnh để tạo ra nhân vật này. Nhưng cái gì ạ? Nhưng chúng ta sẽ thay đổi một thứ, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ thay đổi được cái gì ạ? Cái cảm xúc. Ví dụ như là run away. Đấy, running away. Hay là smile. Đấy. Thì tất cả những cái cảm xúc hay là động tác của nhân vật thì chúng ta thay đổi. Ok không trong cái cuốn sách này của Huy thì đã mô tả cho anh chị em là 50 từ khóa những cái tư thế của con người như là đứng, ngồi, nằm, quỳ, vỗ tay, chỉ tay, khoanh tay, ngáp, gãi, quay đầu, chào cờ. Đó. Rồi tiếp theo đó là gì ạ? 50 từ khóa mô tả cảm xúc của con người. Đấy, có hết rồi nhá. Đấy, buồn, vui, hạnh phúc, phấn khởi, giận dữ, khó chịu, chán nản, bình tĩnh, tự tin, bối rối, thất vọng, xấu hổ, ghen tị, sợ hãi, nản lòng, biết ơn, hy vọng, nhục nhã, nóng lòng, hờ hững, mất an toàn, truyền cảm hứng, ghen, cô đơn, lo lắng, choáng ngợp, tự hào, ân hận. Đó. Thì chúng ta sẽ có những cái cảm xúc khác nhau của nhân vật. Và sau khi mà chúng ta có một cái bộ gọi là nhân vật với các cái cảm xúc và các cái động tác khác nhau thì lúc đó thì chúng ta bắt đầu là gì ạ? Vẽ cái bối cảnh và bắt đầu ghép hai thằng này với nhau. Ok không ạ? Ghép hai thằng này với nhau. Rồi, tiếp tục về cái việc mà tạo ra cái nhân vật đấy. Ví dụ như ở đây nhé. Cách hai này, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng. Sử dụng nhân vật người nổi tiếng đấy, sẽ dễ vẽ hơn. Ví dụ ở đây Huy lấy một hình ảnh của cô gái xinh đẹp, nếu anh chị em biết đây là nhà hoa hậu Trương Mỹ Linh, à Đỗ Mỹ Linh đấy à, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Rồi mình lấy cái hình ảnh của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, sau đó gì ạ, mình tạo ra với cái phong cách đó là gì ạ, Việt Nam Miss Tradition cộng với ạ gì ạ, Vintage Image đúng không ạ, Comic Illustration. Thì với cái hình ảnh này là mẫu thì nó ra được một loạt những cái hình ảnh gọi là nhân vật chính của chúng ta như này. Và Huy thấy rằng là các cái nhân vật này nó khá là thống nhất. Đấy. Mặc dù là nó cùng một cái nhân vật chính nhưng mà các cái nhân vật mà Huy tạo ra ấy, nó khá là thống nhất. Nhìn một cái là mọi người biết ngay đây là cô nhân vật chính. Thế là chúng ta có thể thành công được. Ok không ạ? Mặc dù nhé, là cái cô này ấy, nó không giống, không hoàn toàn giống với cái cô mẫu đưa vào. Không cần thiết, không quan trọng. Đấy ạ. Cái quan trọng nhất là nhìn vào độc giả có thể thấy rằng à, đây chính là cái cô mà chúng ta đang nhắc tới. Thế là được. Ok không ạ? Thì tương tự như cách làm ở trên này, đó là chúng ta đưa vào cái hình ảnh làm mẫu cộng với cả gì ạ, cộng với phần mô tả. Và có một cái lưu ý rất là quan trọng đó là gì ạ, cái style hay là cái phong cách, cái style hay là cái phong cách mà chúng ta gì ạ, chúng ta hướng tới. Ok không ạ, cái style hay cái phong cách mà chúng ta hướng tới nhá. Cái style hay cái phong cách mà chúng ta hướng tới nó phải gì ạ, nó phải đồng nhất, nó phải thống nhất. Ok không ạ? Rồi rồi, sau khi mà chúng ta tạo ra rất nhiều những cái hình ảnh của nhân vật với các cái tư thế với các cái cảm xúc khác nhau thì chúng ta sẽ đến một cái phần đó là gì ạ, là vẽ về bối cảnh, hình nền hay là bối cảnh đúng không ạ, hình nền hay là bối cảnh cuốn truyện tranh. Đó, hình nền bối cảnh thì tất nhiên nó phải phù hợp với ạ, với câu chuyện của mình. Được chưa? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hành hai phần. Phần thứ nhất
liên quan đến là gì ạ? Xây dựng kịch bản. Phần thứ hai liên quan đến là gì ạ? Vẽ tranh, đúng không ạ? Xây dựng kịch bản thì có hai cách. Anh chị em muốn học cách dễ hay cách khó? Hay cả hai? Rồi. Ở đây nhá, Huy sẽ hướng dẫn cách đầu tiên. Bây giờ hướng dẫn anh chị em cả hai. Nha. Cách đầu tiên đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ sử dụng ChatGPT. Chúng ta sẽ nói rằng là gì ạ? Hãy cho tôi biết đấy, những tác giả truyện tranh cho thiếu nhi. Thầy xem màn hình đi thầy. À, chưa xem màn hình. Ok, cảm ơn em. Rồi, hãy cho tôi biết những tác giả truyện tranh cho thiếu nhi nổi tiếng. Nổi tiếng thế giới với phong cách hài hước phiêu lưu. Đấy. Dưới đây là một số tác giả truyện tranh cho thiếu nhi nổi tiếng thế giới với phong cách hài hước phiêu lưu: David Pinker, Jeff Skinner, Lincoln Perry. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Nó cho mình 5 cái tác giả. Bây giờ chúng ta sẽ nói là gì ạ? Hãy đóng vai là tác giả. Mình chọn một cái ông bất kỳ nhá. Ông bất kỳ không quan tâm ông là ai. Rồi. Hãy viết cho tôi kịch bản của cuốn truyện. À, không. Hãy cho tôi 5 tiêu đề cuốn truyện tranh hấp dẫn dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi. Hành trình tìm lại niềm vui giống câu chuyện của anh nào hôm trước đã thực hành à, đúng không? Đấy, một cậu bé hoặc cô bé điều tra khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống này và khám phá bí mật để trở lại niềm vui đó. Rồi, sau khi có tiêu đề rồi thì chúng ta hãy nói là gì ạ? Hãy cho tôi kịch bản truyện tranh. Đấy, khoảng 15 trang với tiêu đề số 2 tấm gương dũng cảm, câu chuyện của cô bé nhút nhát tìm thấy sự dũng cảm bên trong mình khi đối mặt với những thử thách và trở thành nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Uấy, anh chị em thấy không? Kịch bản nó đã hiện ra này. Trang 1, hình ảnh cô bé nhút nhát Lucy đang cúi mặt xuống đất. Lucy suy nghĩ, tôi không thể làm được gì cả, tôi thật nhút nhát và yếu đuối. Trang 2, Lucy đi ngang qua nhóm bạn đang chơi một trò mạo hiểm. Lucy tự nói với mình, nhìn họ thật dũng cảm, tại sao tôi không thể làm điều tương tự. Trang 3, Lucy đứng trước một cánh cổng lớn dẫn tới một công viên giải trí. Lucy tự suy nghĩ, đúng là thời điểm để tôi thể hiện bản thân, tôi sẽ thử làm một điều dũng cảm. Trang 4, Lucy đứng trên một chiếc xe lửa, cưỡi lượn. Lucy hét lên, đây là một thử thách mạo hiểm. Trang 5, Lucy đang leo lên một tường leo trèo cao. Lucy nói trong suy nghĩ của mình, tôi làm được, tôi có thể làm được, tôi trở nên dũng cảm hơn. Trang 6, Lucy đứng trên một cây cầu treo. Lucy tự nói với chính mình, tôi không còn sợ nữa, tôi thấy mình thực sự dũng cảm.
Trang 7, Lucy đang dẫn đầu một nhóm bạn khác trong một khu rừng bí ẩn. Lucy hào hứng, hãy đi cùng tôi, chúng ta khám phá điều bí ẩn trong khu rừng này. Trang 8, nhóm bạn bước vào một hang động sâu. Lucy hồi hộp, wow, đây là nơi thật sự đáng sợ. Nhưng tôi không còn sợ nữa, tôi đã trở thành một người dũng cảm. Đấy, trang 9. Trong một hang động, nhóm bạn tìm thấy một kho báu lấp lánh. Lucy phấn khích, vậy là cuộc phiêu lưu của chúng ta đã, dạ, đó có kết quả. Trang 10, Lucy, nhóm bạn cùng nhau khám phá kho báu. Lucy cười, chúng ta đã tìm thấy kho báu, chúng ta đã làm được. Trang 11, Lucy và nhóm bạn cùng nhau đưa kho báu ra khỏi hang. Đây là chứng chỉ cho sự dũng cảm chúng ta vượt qua mọi sự thử thách. Trang 12, Lucy và nhóm bạn quay trở lại công viên giải trí. Lucy nói với nhóm bạn, cảm ơn các bạn đã cùng tôi, nhờ sự dũng cảm của chúng ta đã có những kỷ niệm tuyệt vời. Trang 13, Lucy và nhóm bạn cùng nhau chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc. Đấy. Đây là một tấm gương cho sự dũng cảm và khả năng vượt qua của chúng ta. Đấy. Trang 14, Lucy trở về nhà và nếm trái cây của thành quả. Đấy. Lucy nói bản thân, tôi thực sự trở nên dũng cảm, tự tin và không còn sợ nữa. Trang 15, đấy, hình ảnh cuối cùng của Lucy đứng cao và tự tin. Đấy. Những thử thách đã biến tôi thành người dũng cảm. Từ giờ tôi sẽ luôn tin tưởng bản thân và vượt qua mọi thách thức. Và anh chị em chúng ta lưu ý này, chúng ta hãy đóng vai mình là một cái đứa trẻ, và những cái đứa trẻ nó suy nghĩ rất là đơn giản, nó không cầu kỳ, nó không phức tạp đâu. Và tất cả những cái câu chuyện như này ấy, nó đã có thể tạo ra một câu chuyện để có thể in ra, có thể bán để cho trẻ em rồi, đúng không ạ? Nhà Huy thì có rất nhiều sách cho trẻ con, và phần lớn những cuốn sách cho trẻ con đó, nói thật Huy thấy nó đều rất là vớ vẩn, nó chẳng có nội dung gì, nó chẳng có cái gì sâu sắc hấp dẫn. Nhưng mà sao ạ? Nhưng nó vẫn bán được. Những cuốn sách in màu ra bán ở 6 đô, 10 đô, 20 đô vẫn bình thường, đúng không ạ? Như vậy ở đây là chúng ta đừng có đưa cái mình vào, mà chúng ta phải đặt mình vào cái vai trò của cái đứa trẻ, đúng không ạ? Rồi, đấy là cách thứ nhất, và Huy hướng dẫn anh chị em luôn cách thứ hai. Cách thứ hai để chúng ta có một cái cốt truyện, truyện tranh rất đơn giản, đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta search, ví dụ như là quà tặng, cuộc sống. Quà tặng cuộc sống hoặc là gì ạ? Chicken soup for soul. Đấy gì ạ? Chúng ta hãy search những cái cuốn truyện về quà tặng cuộc sống, rồi những cái tiểu phẩm hoặc là những cái chuyện ngắn ở trên Google, được chưa? Rồi, rồi, soup, soup gà cho tâm hồn. Đó, hoặc là gì ạ? 20 chuyện ngắn nhân văn. Đó, cho các bạn trẻ, các bạn học sinh. Đây, sư tử và chuột nhắt. Được chưa? Rồi, cậu bé và cậu bé chăn cừu, cáo và cò, bàn tay vàng. Đấy, cô gái vắt sữa và chiếc xô, chuyện ngắn hay và ý nghĩa cho bé. Nó chỉ ngắn như này thôi anh chị em ạ. Nó chỉ ngắn như này thôi. Được chưa? Sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta sử dụng cái câu chuyện này, chúng ta để đưa vào ChatGPT. Chúng ta nói rằng là gì ạ? Hãy phân cảnh
cho tôi để làm cuốn truyện tranh dựa trên câu chuyện sau. À. Đấy. Hãy phân cảnh. Đấy. Cho tôi để làm cuốn truyện tranh dựa trên câu chuyện sau. Dài này, dài này, đoạn ngắn thôi mà. Đây, cái đoạn này là dài quá. Rồi, rồi phân cảnh câu chuyện. Một đó là cô gái đi bắt sữa bò, cảnh nền cô gái, cảnh tưởng, cảnh tưởng mở, phân cảnh 2, phân cảnh 3. Dạ, anh chị em thấy không ạ? Chat GPT giúp chúng ta rất nhiều việc luôn. Rồi. Mình tiếp tục. Đấy. Tiếp tích mà nó cũng hiểu. Thế này. Đấy. Rồi. Như vậy là Huy đã hướng dẫn anh chị em hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta gì ạ? Sử dụng chat GPT để xây dựng cái câu chuyện từ đầu. Cách thứ hai đó là chúng ta dựa trên cái câu chuyện của nào đó ở trên mạng. Được chưa? Sau đó là chúng ta đưa chat GPT để nó phân cảnh cho chúng ta và nó có thể biến cái câu chuyện đó thành cái câu chuyện khác. Ok không ạ? Rồi. Và bây giờ thì Huy sẽ dành cho anh chị em chúng ta đâu đó khoảng 5 đến 10 phút để chúng ta chuẩn bị cho mình cái cốt truyện. Được không ạ? Ok nhé. Rồi. Và chúng ta sẽ có 5 phút. Bây giờ là 19:17 đến 19:30 để chúng ta sẽ chọn lựa cho mình một cái kịch bản và sau đó thì chúng ta gửi lên trên nhóm cái kịch bản của mình. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Ở đây thì Huy sẽ copy cái phần này cho anh chị em vào cái phần chat để anh chị em có thể tham khảo. Đó là ví dụ như là hãy phân tích cho tôi cuốn truyện tranh dựa trên câu chuyện sau. Đó. Còn cái câu lệnh. Câu lệnh ban đầu. Đây. Đấy, hãy cho tôi biết những tác giả truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng thế giới. Đó. Sau đó hãy đóng vai tác giả. Đấy. Tôi đã gửi cho anh chị em rồi nhé. Đấy. Hãy cho tôi kịch bản. Đó. Rồi. Bây giờ anh chị em chúng ta hãy làm đi ạ. Thì có chúng ta có 5 phút nhé.
Em có để một cái link nhóm Zalo học truyện tranh ở trên nhóm chat đấy, anh chị em nào mà chưa có ở trong nhóm đấy thì chúng ta join vào nhá. Sau đó chúng ta sẽ gửi cái bài tập ở trên nhóm để thầy có thể chỉnh sửa cái cốt truyện của chúng ta. Anh chị em làm đi nhá. Mình vướng như nào thì mình hỏi nhá.
Rồi, ok, anh chị em chúng ta đã làm ra được cái cốt truyện cho riêng mình chưa? Nếu anh chị em đã tạo ra được cái cốt truyện cơ bản thì chúng ta hãy gửi vào trong nhóm truyện tranh được không ạ? Nhá. Quý Quyên đang ngồi cười vậy. Mình làm xong chưa? Lâm Thế, Lâm Em đang Tuấn. Làm nhưng mà em cái câu chuyện này thì là em tự xây dựng theo 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 ý tưởng của mình, cho nên nó hơi dài và vẫn chưa xong. Ừ. Ok. Mình có thể dùng chat GPT để nó hỗ trợ cho mình được không? Em định là sau khi mà xây dựng cái kịch bản hoàn thiện, sau đó mới đưa lên chat GPT để có thể là điều chỉnh về văn phong, câu từ hoặc là bối cảnh. Ừ, ok. Rồi. À, Huy đã nhìn thấy bạn Thế Tuấn này với bạn Sinh Nguyễn này. Có hai bạn đã gửi lên trên nhóm rồi. Có hai bạn đã gửi cái kịch bản lên trên nhóm rồi nha. Rất tuyệt vời.
Thì anh chị em nào mà chưa gửi cái kịch bản của mình lên trên nhóm thì chúng ta hãy tiếp tục gửi trên nhóm nhé. Agu. Rồi, cái kịch bản này nó mang tính chất là gọi là định hướng sơ bộ thôi anh chị em nhé. Không nhất thiết là chúng ta phải làm nguyên si như vậy. Yeah. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, biến báo, thay đổi cho câu chuyện nó hấp dẫn hơn. Yeah. Rồi, sau khi anh chị em có kịch bản rồi, thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà chúng ta vẽ truyện tranh. Thì cho Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta đã có tài khoản Midjourney thì comment là số 1. Còn chưa có thì comment số 2, bởi vì phần lớn những cái truyện tranh mà Huy chia sẻ thì chúng ta sẽ vẽ bằng Midjourney. Rồi, có hai người có rồi. Anh chị em khác thì sao ạ? Ba người rồi. Rồi, rất là tốt. Như vậy là hầu hết anh chị em chúng ta đều đã có tài khoản Midjourney rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào Midjourney nhé. Rồi. Có hai cách để chúng ta vẽ cái câu chuyện tranh của mình, cái nhân vật chính của mình ấy. Thì khi với Midjourney á thì khi mà vẽ cái nhân vật chính ấy, thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta dùng ChatGPT. Chúng ta hãy nói là gì ạ? Hãy mô tả cho tôi hình ảnh của cô bé Lucy. Dạ. Sử dụng những từ khóa gợi hình ảnh, được chưa? Đấy. Bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cô bé Lucy là một cô bé nhỏ tuổi, mái tóc màu nâu mượt mà đến vai. Cô bé có đôi mắt nhỏ xanh lấp lánh, toát lên sự tinh nghịch và hiếu động. Khuôn mặt Lucy tràn đầy nụ cười tươi tắn, làn da trắng như ánh nắng mặt trời ban mai. Cô bé có nụ cười đáng yêu và ánh nhìn tinh tế luôn tỏa sáng sự tò mò và dũng cảm. Uầy, anh chị em thấy không ạ? Viết cả tiếng Anh tiếng Việt luôn, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta copy cái gì ạ, cái câu lệnh này vào Midjourney. Đây là cách đơn giản nhanh nhất, đó là gì ạ? Đấy, copy toàn bộ cái câu lệnh tiếng Anh này đó vào Midjourney. Chúng ta thêm ở đây là gì ạ? Là white background. Đó. Để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta vẽ ra được cái cô bé Lucy này nha. Yeah. À, quên mất, ở đây là chúng ta cần phải có thêm vào đó một cái style hay là một cái phong cách của cô bé Lucy này. Thế thì để mà biết được các cái phong cách vẽ truyện tranh ấy thì chúng ta vào đây. Đấy, các cái phong cách vẽ truyện tranh, 153 phong cách vẽ truyện tranh đẹp trên thế giới đã được Huy tổng hợp sưu tầm đấy vào trong này. Chúng ta chỉ cần copy cái tên gọi là tên của phong cách này cộng thêm chữ style đấy, và đưa vào đâu đó ở trong câu lệnh này đó. Thì có rất nhiều phong cách truyện tranh khác nhau, anh chị em chúng ta có thể tham khảo để đưa vào trong cuốn truyện của mình, để vẽ những cái nét vẽ nó phù hợp và nó thống nhất
thì chúng ta cần phải có một cái style thống nhất. Ok không ạ? Đấy, style khá thống nhất thì chúng ta sẽ ra được các nhân vật thống nhất. Tùy thủ mặt trăng. Ok, cũng được đúng không ạ? Đấy, form, Ponjo, Perfect Blue, Doraemon, Naruto, Mitsushi. Đó. Ok nha. Anh chị em nào mà chưa có cái cuốn sách này thì anh chị em để lại cái email, Huy sẽ gửi cho anh chị em chút nữa. Gửi cho anh chị em. Rồi. Đây là cái Discord mà chúng ta đang vẽ cái nhân vật Lucy. Tất nhiên là khi mà chúng ta đưa câu lệnh nó càng dài ấy, thì sao? Thì cái bot nó càng mất nhiều thời gian hơn để nó tạo câu lệnh. Yeah. Cách tốt nhất đó là chúng ta tự mô tả cái nhân vật của mình một cách cụ thể. Đây là cái cách đơn gọi là lười. Yeah, cách lười. Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách mà Huy hay làm. Đó là gì ạ? Đó là dùng Google dịch. Đó là gì ạ? Một cô gái đáng yêu, 8 tuổi. Để mà nhân vật của chúng ta nó mang tính chất thống nhất ấy, thì chúng ta phải mô tả những cái đặc điểm của nhân vật. Những cái đặc điểm của nhân vật, thứ nhất đó là tóc, thứ hai là mắt, thứ ba là áo, thứ tư là gì ạ? Giày. Thứ gì ạ? Tóc ngắn, màu nâu. Yeah. Rồi, mắt đen to tròn. Được chưa? Rồi, áo màu trắng, váy màu nâu, giày thể thao màu đỏ. Dạ. Chi tiết cao 4K. Ok không ạ? Dạ. Rồi, chúng ta sẽ copy câu lệnh này vào đây. Chúng ta lại quên chúng ta lại quên không đưa cái style vào. Đúng sao? Ở đây chúng ta phải đưa cái style vào. Đấy. Style đây. Bây giờ chúng ta đang chọn cái style này. Yeah. Rồi. Sau khi mà chúng ta tạo ra được cái nhân vật rồi ấy, thì chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng cái nhân vật đó để làm mẫu cho các cái nhân vật khác. Đây. Ví dụ như là với nhân vật này thì chúng ta có thể sử dụng một trong các cái nhân vật này để làm mẫu cho các nhân vật khác bằng cách như sau. Chúng ta ví dụ như là dùng cái bức tranh số 2 này thì chúng ta nhấn là U2. Dạ. Lúc mình vẽ nó thành lên trên một tí. Lúc bồ về nó thành như này à? Không phải đâu. Là gì? Ừ, thì bồ vẽ nó thành như thế đấy. Thì sao? Đẹp quá. Còn vương miệng nữa. Đấy. Thế anh chị em thấy không ạ? Đấy. Là khi mà chúng ta mô tả ra thì
thì cái phong cách nó sẽ như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ copy cái hình ảnh này nhé. Chúng ta đưa vào đây, nhấn image. Xong chúng ta gì ạ? Giữ cái hình ảnh này kéo xuống thả xuống này. Hoặc cách là gì ạ? Chúng ta gì ạ? Sao chép hình ảnh này. Xong xuống chỗ này chúng ta nhấn là gì ạ? Dán. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ ra được cái hình ảnh này. Và chúng ta cộng với cả cái gì ạ? Gọi là mô tả của mình. Cộng với cái mô tả của mình anh chị nhé. Cái mô tả. Đây. Copy cái mô tả này. Rồi. Chúng ta dán vào đây. Với cái điều kiện ở đây chúng ta sẽ cho vào là full body. Full body. Đấy. Đúng không ạ? Rồi. Chúng ta có thể thêm vào đây những cái gọi là cảm xúc. Ví dụ như là angry. Đấy, angry tức là giận dỗi. Là có đi ra như thế của nào. Dạ. Chúng ta sẽ đưa vào đây thêm cái cảm xúc. Nó là cảm xúc giận dỗi. Dạ. Với cái nhân vật này. Nhưng với cái cảm xúc là angry. Thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái cảm xúc khác. Một cái nhân vật vẫn là nhân vật này nhưng cảm xúc nó khác. Ôi, trông hay kéo dưới này như bố bể. Đó. Thì đấy là cách để mà chúng ta tạo ra cái nhân vật của mình một cách xuyên suốt, thống nhất, xuyên suốt. Ok ạ. Sử dụng một cái gì ạ? Một cái ảnh mẫu. Sử dụng cái ảnh mẫu. Sau đó là chúng ta gì ạ? Tiếp tục sử dụng cái ảnh mẫu đó và vẽ tiếp theo các cái bức ảnh với các cái phong cách với các cái cảm xúc khác nhau, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung vào việc vẽ nhân vật chính, nhân vật phản diện và nhân vật phụ. Sau đó thì chúng ta tương tự như vậy, chúng ta vẽ cái bối cảnh. Nếu vẽ bối cảnh thì chúng ta chỉ lưu ý đó là chúng ta cần phải đưa vào cái bối cảnh có cái phong cách hay là cái style nó giống với cái style mà chúng ta vẽ nhân vật chính, thì khi mà chúng ta ghép ảnh ấy nó sẽ gì ạ? Nó sẽ khớp với nhau. Ok không ạ? Bố trong vẽ tranh nhá. Bố vẽ xong nó thành như này ạ? Cái tranh này thì mình lại chưa đưa vào đây là cái style thì phải. Bông cười quá. Mình chưa đưa vào đây style. Bố bảo này. Cô này. Không đẹp lắm nhưng xấu. Cô là xấu. Cô này xấu. Cô này có đẹp không? Có. Được đúng không? Được. Chấp nhận đúng không? Chấp nhận. Đó. Ok không ạ? Bố ơi, thầy nó cứ đúng như, nó như là mặt mình luôn. Đây, ở đây mình có cái style này. Anh chị em nhìn nhé. Chỉ thêm cái style vào thôi là cái tranh của mình ấy, nó trông nó gọi là chuyên nghiệp, nó rõ hơn rất là nhiều. Đó. Ok không ạ? Đi chưa? Ui, sao nó có thể đổi được? Đây là cái tranh với cái style mà mình đã lựa chọn nhé. Anh chị em thấy không ạ? Đẹp này. Đẹp không? Đấy. Thì chúng ta ra cái cô bé mà 8 tuổi. Đấy, váy ngắn màu trắng rồi là ABC. Đấy. Thì nó tương tự như vậy, đúng không ạ? Và bây giờ nếu như mà chúng ta thấy cái cô bé nào mà chúng ta ưng ý, ví dụ như cô bé số 1 này, thì chúng ta nhấn U1 này, được chưa? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ lại cô bé này. Đó, chúng ta kéo cô bé này xuống dưới, cách ra một cái, copy toàn bộ câu lệnh này. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ thêm cái động tác của cô bé, đó là running.
đó. For running, running. Running, đúng không ạ? Chủ. Đúng chưa? Tức là cô bé sẽ đang chạy, đúng chưa? Và thông thường cô bé đang đi bộ. Thông thường chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ để là white background để gì ạ? Để sau này ấy, là mình sẽ xóa phông để đưa vào cái nền ấy cho nó khớp, cho nó đúng. Và nếu không chúng ta đưa vào nền cũng được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ khó điều chỉnh cái nền. Nhưng sao con thấy nó như sao con nào? Như sao con thấy nó đang đi bộ? Bây giờ mình chuyển nó chạy được không? Được. Được không? Được. Rồi. Cô này đang đi vào rừng à? Không, đang đi chơi. Rừng. Chơi rừng. Chỉ có rừng. Cái nào mà có hai cái cây ở bên phải với bên trái ấy, thì là rừng. Rồi, bây giờ anh chị em chúng ta hãy thực hành nhé. Chúng ta hãy thực hành vẽ cái nhân vật của mình, copy được cái nhân vật mẫu, sau đó là chúng ta chuyển đổi, thay đổi cái phong cách, cái trạng thái cảm xúc cũng như là cái tư thế. Rồi, xem là nó có được như cái ý mình mong muốn hay không. Thông thường ấy, đôi khi chúng ta làm một lần, hai lần, ba lần thì nó mới đạt được cái thứ mà mình muốn, không phải là phát. Mình làm một phát là được ngay. Cho nên với anh chị em khi mà vẽ tranh với cả Miss Juni ấy, thì anh chị em nhớ một điều đó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải rất là kiên trì, cần phải rất là kiên nhẫn để vẽ ra được cái thứ mà chúng ta mong muốn. Đừng có quá là hấp tấp vội vàng, sau đó là nếu mà vẽ ra cái thứ mà mình không muốn thì mình chán nản, thì đấy không phải là cách vẽ đúng. Ok, đây anh chị em chúng ta tưởng tượng này, đây là Huy chỉ là ví dụ thôi. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta lấy cái bức tranh này làm mẫu nhé. Được chưa ạ? Và sau đó thì sao ạ? Chúng ta vẽ ra bốn cái bức tranh. Và nếu như mà không có cái gì có thay đổi bức tranh này đẹp hơn. Thì anh chị em thấy rằng ở đây là bốn cái hình ảnh của bốn cô bé này rất là giống nhau. Cả bốn cái hình ảnh này đều thể hiện một cái cô gái. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Không phải. Anh chị em nhìn thấy thống nhất không ạ? Khá là thống nhất đúng không ạ? Tất nhiên nó không thống nhất hoàn toàn 100%. Ví dụ, cô này mắt thì màu xanh. Mắt là màu xanh. Xanh màu green. Đúng không? Cái cô này thì mắt lại hơi blue. Đúng không ạ? Không blue với cả purple. Đúng rồi. Nhưng anh chị em chúng ta nhìn này. Cái màu mắt, cái thiết kế mắt của cái cô gái là mẫu này. Nó rất thấy... phù hợp. Nó rất phù hợp với các cái cô gái này luôn. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Đây, cô này. Không, cô với này hai có cô này mấy màu là tính. Cực kỳ khớp với nhau. Áo, quần thì mình chưa nói quan trọng. Nhưng mà gì ạ? Khuôn mặt, anh chị em nhìn thấy khuôn mặt ấy là gì ạ? Là rất là khớp luôn và rất là thống nhất. Đúng không ạ? Cô này thì mỉm cười, cô này cười thì nhe răng. Có răng. Đấy, và cả hai cô đều có hơi có cái tàn nhang một chút. Cái mũi cũng rất là giống nhau. Cái mắt cũng rất là giống nhau. Cái lông mày cũng rất là giống nhau. Anh chị em nhìn đấy, cái lông mày, cái mũi, cái mắt và cái miệng và cái tóc cũng rất là giống nhau. Được chưa? Đấy. Như vậy là gì ạ? Như vậy anh chị em thấy rằng là cái nhân vật của chúng ta đã có sự thống nhất nhất định. Chỉ đơn giản bằng cái việc đó là gì ạ? Chúng ta copy cái câu lệnh hình ảnh cộng với cả cái gì ạ? Cái mô tả thì chúng ta đã ra được những cái nhân vật gọi là khá là thống nhất như này. Bố ơi, con bảo là có thấy con này đẹp hơn. Đẹp không? Ừ. Con này có tí mới xanh đấy. Đúng rồi. Đấy. Một cái nguyên tắc tiếp theo khi mà chúng ta làm chuyện tranh ấy, đó là đừng có cầu toàn. Đừng có cầu toàn, tức là mình muốn là cô này cô giơ tay mà làm mãi cô không giơ tay. Cô không giơ tay thì cho cô giơ chân. Cô không giơ tay thì mình cho cô giơ chân, được chưa? Đấy. Miễn là sao nó phù hợp với cả cái cốt truyện mà nó không bị ảnh hưởng đến cốt truyện, được chưa?
thiếu động từ to be. Thằng AI nó không quan trọng động từ to be đâu. Lại đi. Chân. Tay. Đấy. Sai chính tả thì nó không hiểu như động từ to be. Bố cho vẽ tranh. Cho bố một cái. Vẽ tranh gì? Vẽ tranh làm tên cá. Cá. Rồi, làm tên cá nhé. Tên cá viết như này. Làm tên cá. Đang cầm gương và đang trang điểm và đuôi màu hồng đuôi màu hồng xong đến mắt màu xanh nó biển với màu tím. Xanh nó biển với màu tím. Gì nữa? Rồi hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Nha. Đây, anh chị em chúng ta nhìn này. Là với cái cô gái mà Huy là mẫu. Nha. Vẽ là kỳ cá cho chị ta nha. Được chưa? Đấy. Làm tên cá của con đẹp không? Làm tên cá của con đẹp không? Đây nha, anh chị em nhìn này. Với cái nhân vật mà Huy lấy làm mẫu là nhân vật này nha. Huy muốn tạo ra các nhân vật tương tự như nhân vật này đang chạy với cái nền trắng để mà dễ ghép vào các cái câu chuyện của mình. Thì ở đây anh chị em thấy rằng là gì ạ? Bốn cái nhân vật này nó đều giống cái nhân vật ban đầu với cái khuôn mặt, cái tóc, cái váy, hầu hết đều khớp, được chưa? Hầu hết đều khớp với cái nhân vật chính. Anh chị em nhìn thấy không ạ? Bốn cái hình ảnh này chúng ta đều có thể là gì ạ? Để làm gọi là ảnh để đưa vào trong câu chuyện. Các bạn này, xuống. Con này giống con này. Con này giống con này. Ôi, con rất là giỏi đấy. Chưa? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là chưa hết màn. Anh chưa hết màn hình thầy của thầy. Chưa sâu màn hình, sorry. Chưa sâu. Ôi là tên cá của con đâu. Rồi. Đây nha. Mình muốn vẽ cái hình ảnh cái nhân vật chính giống cái nhân vật này đúng không? Với cái nền màu trắng đúng không? Đấy. Thì ở đây anh chị em thấy là gì ạ? Là Huy tạo ra được bốn cái bức ảnh cô bé này đang chạy mỉm cười và đang chạy cái nền nó có nghĩa khá là trắng và rất là dễ để mình có thể là gì ạ? Là tách nền đúng không ạ? Cái nhân vật chính này nó rất là dễ để chúng ta có thể tách nền cái cô bé này ra khỏi cái nền chính đó. Và nếu như mà nhìn một cái cảm quan cơ bản ban đầu ấy thì bốn cô bé này ấy, nó đều là gì ạ? Đều rất là thống nhất và mọi người đều nhìn thấy nó giống cái nhân vật chính này. Cho nhìn làm tên cá. Rồi từ từ. Đúng không ạ? Nó đều giống cái nhân vật chính mà khi mà chúng ta đưa vào làm mẫu. Như vậy là đây là cách để mà chúng ta làm cái nhân vật của chúng ta một cách xuyên suốt. Được chưa? Và bây giờ anh chị em chúng ta hãy gì ạ? Hãy làm cái nhân vật của mình. Đấy, ví dụ như ở đây nhá. Thì Huy đã tạo thêm bốn cái nhân vật khác. Đây. Anh chị em nhìn này, bốn cái nhân vật này nhá. Với bốn cái nhân vật này ấy. Đấy, với cái nhân vật đầu tiên này nhá. Anh chị em nhìn này. Nó có khớp không ạ? Anh chị em để ý nhá, có mấy cái mà nó khớp. Thứ nhất là tóc. Tóc trẻ ngồi giữa ngồi hơi lệch. Hơi lệch một tí. Con này hơi. Thứ hai nữa là lông mày. Thứ ba nữa là mắt. Thứ tư là mũi, thứ năm là miệng,
đúng không ạ? Thứ sáu là cái style, cái phong cách. Anh chị em thấy nó có thống nhất không ạ? Không ạ. Như con này hơi tức giận một tí. Cái gì? Hơi tức giận một tí. Đúng rồi, hơi tức giận như thế là đúng rồi. Đấy, ok không ạ? Đấy, về cơ bản là chúng ta đã có sự thống nhất rồi. Bây giờ việc của chúng ta đó là train, tức là đào tạo để cho nó có những cái cảm xúc. Đấy, có những cái cảm xúc. Đấy, ví dụ như là với cái hình ảnh này, được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu được cho cô bé thể hiện cảm xúc nó mạnh liệt hơn. Dưới một tí. Cho dưới một tí. Rồi, đợi một tí. Dưới. Ở đây chúng ta có cái gì ạ? Những cái smile này. Chúng ta phải bỏ đi này. Đấy, mình bỏ cái smile đi. Đây, bỏ cái smile này, bởi vì là có chỗ này nó có cái smile này. Đó, mình bỏ đi nhé. Thì nó sẽ ra được cái cảm xúc mà mình mong muốn nha. Cái gì đây? Cái gì đây? Gì đây? À, tên cá đây. Nhưng sao nó chỉ cầm gương thôi mà. Nhưng sao nó có hộp ở trong đây, con có bảo hộp đâu mà. Chắc là nó hiểu nhầm ý của con rồi. Nó hiểu nhầm ý của con rồi. Mermaid capsule holding a mirror này. Thì mình bỏ cái capsule đi, nó sẽ hết. Capsule nó là cái viên thuốc. Nó chỉ là ảnh thôi à? À, à không, đồ chơi. Đồ chơi đấy. Bố, đấy à, đồ chơi ấy. Đúng rồi. Bây giờ bố sẽ đổi lại nhá. Được không? Không để như này, có thích để như này đẹp lắm. Thế sao bọn thích như này? Bởi nó là đồ chơi, nó đẹp lắm. Đừng có đổi. Không đổi à? Không đổi. Đây, bắt đầu. Rồi, từ từ. Chỗ này là Color. BC. San hô. San hô á? Là biển. Biết trong biển hồ, san hô là gì? San hô là không cho mình ăn đấy. Cora. Chạm vào đi. Wow. Mỗi đồ chơi luôn. Wow, cười không? Không. Cười không? Ui, nó có cả kem con rồng nữa này. Kem con rồng này kinh chưa? Kinh. Ừ. Ui. Ok, anh chị em chúng ta hãy tạo ra cái nhân vật chính cho mình nhé. Cho nhìn của con à. Ê. Wow. Để con. Như là đồ chơi ấy. Ôi, có cả con cá màu hồng nữa. Oh.
Có phải con rồng này? Thầy ơi, em có thể hỏi thầy một chút không ạ? Thầy ơi, thầy mở mic lên thầy. Đúng rồi đi. Dạ vâng. Em bây giờ chắc là em sẽ chia sẻ màn hình của em để cho dễ hình dung luôn nhá. Ok. Cho nhìn vào tất cả của con. Là có mấy hình làm trên cá của con. Hay bố viết nhiều em bé bố viết quá nên bố rồi ạ. Thầy nhìn thấy màn hình của em chưa ạ? Thế rồi, thế rồi. Em đang gặp một cái vấn đề bố này. Thực ra là sử dụng sử dụng một bức tranh để vẽ lại một cái nhân vật mà theo như cái bức tranh đấy thì em đang gặp cái vấn đề là về vẽ về trang phục. Ví dụ như là khi em sử dụng cái bức tranh này ạ. Bức tranh cô giáo này để làm một cái bức tranh, để lấy một cái bức tranh về nhân vật thì em có mô tả thêm một số những cái chi tiết khác thì sẽ ra cái tranh như thế này. Về trang phục là cũng khá là ưng ý vì là nó ví dụ như cái nhân vật ở U2 này ạ. Thì nó cũng tương đối giống rồi, nhưng mà em muốn là cái trang phục của cái cô này mà nó có thể giống theo đúng cái kiểu của cái bộ trang phục này của dân tộc Mông ấy, thì có làm cách nào để cho nó được ít nhất là tương đối giống, nó khác nhau về màu sắc nhưng nó thể hiện được cái bố cục giống giống như này không ạ? Thứ nhất đấy là Miss Johnny nó sẽ không hiểu được cái trang phục dân tộc, mà việc của nó ấy đó là gì ạ? Nó chỉ cần dựa trên cái hình ảnh của mình để nó lấy mẫu thôi chứ nó không vẽ lại. Đấy. Cho nên thứ nhất đó là trong cơ sở dữ liệu của nó có thể nó không có cái hình ảnh của cái dân tộc Mông đó, cho nên là mình mô tả nó cũng không hiểu. Vâng. Cho nên là đặc biệt ví dụ như là Huy đã hướng dẫn anh chị em rất là nhiều những cái như áo bà ba này, rồi áo dài này, rồi là áo dân tộc này. Thì thực tế là rất là khó, thực sự là rất là khó để mà vẽ cái hình ảnh Miss Johnny. Tất nhiên chúng ta có cách khác, chúng ta có thể dùng cái phần mềm khác để mà biến cái ảnh thật này thành cái ảnh hoạt hình. Tuy nhiên thì chúng ta lại không có thể là thay đổi được cái tư thế rồi là cái cảm xúc của cái nhân vật đó. Đúng rồi. Chúng ta giữ lại nguyên si nhé. Chúng ta có thể giữ lại nguyên si được mà biến nó thành hoạt hình. Có rất nhiều phần mềm có thể làm giúp chúng ta làm điều đó. Tuy nhiên thì chúng ta lại không làm cho nó thay đổi được cái cảm xúc cũng như là cái động tác. Đấy. Như vậy là gì ạ? Với Miss Johnny chúng ta nên chọn những cái loại mà nó cơ bản. Đúng không? Những cái hình ảnh, những cái trang phục nó đơn giản, cơ bản. Còn những thứ liên quan đến gọi là trang phục truyền thống của Việt Nam ấy thì về gọi là áo dài thì ok, còn vẽ được. Nhưng mà các cái áo dân tộc khác ấy, thì nói thật là nó không hiểu. Vâng. Nhá. Vâng. Rồi em cảm ơn thầy ạ. Vâng, rất tốt. Mình tiếp tục đi. Có ai có vấn đề thì không cần hỏi nữa không? Ai cần hỏi thì cứ bật mic lên hỏi nha. Còn nếu không thì anh chị em hãy cứ vẽ đi, mình phải vẽ đi, nó mới phải va vấp, nó sẽ đúng, nó sẽ sai, nó sẽ gặp vấn đề, lúc đấy mình hỏi nó mới dễ. Còn anh chị em không làm, anh chị em không biết,
không có gì để mà hỏi đâu, phải làm thì mới có cái để mà hỏi. Thầy ơi, câu lệnh có cần đi theo khuôn mẫu là không mà thầy? Tại em đặt full body với cho nhân vật chạy ra cuối đoạn mô tả thì coi nó đọc cho ra kết quả không có đúng ý của em. Em sợ em xem màn hình đi. Dạ, em điện sợ dùng điện thoại á thầy. Em gửi cho cái em gửi lên nhóm. Dạ phải. Có nhiều cái trường hợp ấy là mình để chế độ là full body nhưng mà nó không ra full body đúng không? Đúng không? Dạ. Thứ nhất đó là chúng ta thay đổi cái khung hình, chúng ta chuyển sang chế độ là AR khung hình 23, cái khung hình dọc ấy, thì nó dễ full body hơn. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta kiên trì làm vài lần. Kiên trì làm vài lần thì nó sẽ ra. Đấy, còn nếu mà làm một lần với, bởi vì này, cái ảnh mẫu của chúng ta đưa vào không phải full body mà chúng ta yêu cầu cho full body thì có thể nó sẽ không hiểu, bởi vì nó sẽ dựa trên cái ảnh mẫu. Đấy, cho nên nếu mà chúng ta muốn full body á thì chúng ta phải đưa vào ảnh mẫu và full body. Hoặc là chúng ta đưa ảnh mẫu và chỉ đưa mỗi khuôn mặt thì chúng ta đưa ra là yêu cầu full body thì nó còn làm được. Rồi. Em gửi vào trong nhóm chưa? Hagu đây à? Ồ, phong cách này là gì đấy? Phong cách gì đấy? Không biết là style gì đấy. Chưa có style gì đấy. Mình không có style thì nó sẽ đưa ra các cái style gợi ý nhá. Nó sẽ đưa cái style gợi ý nhá. Rồi, Lâm Thế Tuấn đây rồi. Full body đúng không? Ok này. Nó đang tức giận. Rồi. Với cái câu lệnh này, bởi vì nó có rất nhiều những cái từ khóa, đúng không ạ? Nó càng có nhiều từ khóa thì nó càng dễ bị lẫn. Cho nên là cái thứ nhất ấy, là chúng ta hãy gói gọn nó vào những cái từ khóa quan trọng, cần thiết. Như vừa rồi có hướng dẫn anh chị em có hai cách ấy. Một cách là dùng chat GPT. Tuy nhiên thì chat GPT thì nó mô tả rất nhiều những cái từ khóa mà nó gọi là gì ạ? Nó không cần thiết. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta phải tóm tắt lại những cái từ khóa nào thực sự cần thiết. Và để mà full body ấy, thì chúng ta để thêm cái thông số nó là gạch AR23, tức là cái hình nó dọc như này thì nó dễ hơn trong cái việc là chuyển sang full body nhá. Full body hoặc là gì ạ? Là whole body, tức là toàn người. Đấy. Thì nó sẽ dễ hơn trong cái việc mà gì ạ? Thành người nó sẽ là cả người luôn. Và mình phải thử nghiệm vài lần nhá, mình thử vài lần. Đấy, còn cái hình vuông ấy thì nó phù hợp với cả cái portrait, tức là cận cảnh, cái gọi là chân dung. Khi mà nó sử dụng cái chân dung thì mình đưa full body và nó không có ý nghĩa, cho nên là mình để cái AR là 23. Ok không ạ?
Rồi, anh chị em chúng ta đã tìm ra được cách để mà có thể tạo ra nhân vật thống nhất chưa ạ? Đẹp. Nó như đồ chơi. Bố mua đồ chơi đấy hút con nhé. Anh chị em chúng ta ai mà đang thực hành nhé thì comment là số 1 giúp Huy, còn ai mà không thực hành thì comment số 2 được không ạ? Hoàng Hà này, Phương Xuyên này, có hai người thực hành thôi à? Thế Tuấn này, Si Nguyễn này, Đào Trang này, Thúy Nguyễn này, Thúy Quyên này, Hoàng Lan này. Ồ, thì tôi đã xong được rồi. Rồi. Rất tốt. Nếu như mà ai xong rồi nhá, thì chúng ta hãy gửi lại những cái ảnh, những cái ảnh nhân vật chính này. Anh em nhớ nha, ngày hôm nay chúng ta sẽ phải hoàn thành mấy cái điều sau. Thứ nhất là nhân vật chính, thứ hai là nhân vật phụ, thứ ba là nhân vật phản diện, được chưa? Rồi, và sau đó thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà vẽ cái gọi là bối cảnh nhá. Huy sẽ hướng dẫn anh chị em vẽ cái bối cảnh. Rồi, bây giờ nếu như mà chúng ta lấy cái nhân vật này, đấy, lấy cái nhân vật này để làm cái bối cảnh, thì chúng ta sẽ lấy cái bối cảnh với cái style này. Quan trọng nhất là cái style này nha anh chị em nha. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh là gì ạ? Cái câu lệnh như sau. Thứ nhất là chúng ta muốn vẽ cái đường phố, đúng không ạ? Đấy, cái đường phố và cái khung cảnh thì chúng ta sẽ dùng cái từ này. Đấy, landscape. Được chưa? Ở góc phố, ở góc phố thì chúng ta ghi là một góc phố. Corner streets. Đó, corner streets với cái phong cách này này, kinda style này. Đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái khung hình rất là rộng nhá. Cái khung hình của chúng ta rất là rộng, chúng ta sẽ để là khung hình 31. AR cách ra một cái để 31. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ vẽ một cái góc phố theo cái phong cách là Kana style. Đó. Sau khi mà chúng ta thử nghiệm xong thì chúng ta hoàn toàn có thể là mô tả kỹ hơn cái khung cảnh mà chúng ta muốn. Được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đưa nó vào ở trong cái gì ạ? Trong cái chỉnh sửa ngày mai chúng ta sẽ làm việc với nhau về cái việc chỉnh sửa như nào. Chúng ta sẽ dùng Canva để ghép vào nó như thế nào. Ngày mai chúng ta sẽ làm việc này, được chưa? Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần tập trung vào việc mà xây dựng những cái hình ảnh của nhân vật, hình ảnh của nhân vật, phong cách của nhân vật, được chưa? Và một số anh chị em chúng ta đã gửi về email rồi thì Huy sẽ copy cái email này và Huy sẽ gửi cho anh chị em cái sách này nhé. Rồi, rất tốt.
mũ mĩu một mổ này. Đấy, đấy, anh chị em hãy tạo ra những cái nhân vật của mình, sau đó là gửi lên trên nhóm nha. Rồi, mình sẽ gửi cái email cho anh chị em. À, anh chị em chúng ta phải nhớ này, là mình phải trung thành với cả cái trung thành với cái phong cách của mình nhé. Không là mỗi một lần nó lại ra một cái phong cách khác nhau, nó rất là khó để ghép với nhau đấy. Anh chị em khi mà gửi email anh em lưu ý này, mình đừng có nói nhầm, mình ghi số 1 chấm một cái, mình phải cắt ra để liền ấy, mình copy ấy, xong rồi sửa rất mất công. Nguyên tắc đơn giản đó là gì ạ? Chấm phẩy là mình cắt ra một cái. Đỡ mất công. Xong lúc sau mình chẳng may mình đi gửi rồi xong không nhận được. Vì sao ạ? Nó dính cái số 1, số 2 vào đấy. Rất là buồn cười. Cái đấy nó rất là cơ bản thôi, nhưng mà mình không để ý một cái là mình lại không nhận được email. Xong rồi bảo sao lại không. Khi mà mình làm việc ấy, là mình phải nghĩ làm sao ấy, khi mà mình chuyển cho người ta, người ta copy để sao nó dễ. Đừng gây khó cho người khác, gây khó người khác là tự làm gây khó cho chính mình. Rồi Huy gửi một loạt này nhé. Ai mà chưa nhận được email để mà tham gia vào cái ebook mà trên Notion nhé, thì anh chị em chúng ta nhắn lại nhé. Anh chị em lưu ý này này, là tất cả những cái ebook của Huy là Huy viết trên Notion. Đấy, cho nên là anh chị em muốn sử dụng được ấy, anh chị em phải đăng nhập vào trong Notion nhé. Đăng nhập vào Notion trước, sau đó mới bấm vào email để mà gì ạ? Để mà join cái nhóm đấy. Đó. Đăng nhập vào Notion. Notion
notion.so ấy. Được chưa? Đấy. Em ghi là frame 23 là không đúng, gạch gạch AR nhá. Ghi ghi lại AR 23. Đó. Cái đoạn thông số đoạn cuối, cái này là em học cái nhóm học cái khóa với Tony nó sẽ ra, nó sẽ có mà nhá. Và với anh chị em làm truyện tranh ấy thì Huy tặng anh chị em cái khóa học với Midjourney. Cho nên anh chị em học cái khóa học với Midjourney thì anh chị em sẽ biết được cái tham số này nó có ý nghĩa như nào nhá. Rồi. Cái gì vừa nói cái gì? Đó là cái gì? Anh chị em làm đi, xong có cái gì Huy hướng dẫn nó dễ nhé. Không làm thì sẽ không biết hướng dẫn gì đâu. Rồi, anh chị em chúng ta kiểm tra email này. Đúng không ạ? Kiểm tra email xem có sách về chưa nha. Nhớ này, đây. Đây là Huy là gì ạ? Là vẽ cái góc phố. Vẽ cái góc phố theo cái phong cách đó. Vẽ góc phố theo cái phong cách đó với cái gì ạ? Cái khung hình là 3:1. Được chưa ạ? Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ cái góc phố vào buổi sáng, buổi tối, buổi bình minh hay là hoàng hôn, tùy do chúng ta đưa vào. Vẫn là cái câu lệnh này, nhưng nếu mà chúng ta đưa vào cái thêm câu lệnh là sunny, tức là trời nắng, thì nó sẽ khác hoàn toàn nhá. Vẫn là cái câu lệnh này nhá, chúng ta đưa vào đây thêm một cái từ nữa thôi, nó là sunny. Thì chúng ta sẽ thấy nó khác rất nhiều nha. À rồi, cái đoạn Norton nha, là anh chị em chúng ta phải đăng nhập vào Norton trước bằng cái email mà mình đã gửi nhá. Norton ấy, thì anh chị em nhớ này, đó là cái chúng ta đăng nhập vào hoàn toàn miễn phí, được không ạ? Chúng ta đăng nhập vào Norton hoàn toàn miễn phí. Đấy, chúng ta có thể đăng nhập bằng Gmail, ok không ạ? Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào cái đường link ở trong cái email ấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tự động nó mở cái cuốn sách cho chúng ta.
Rồi, anh chị em đã vào được cái cuốn sách chưa? Ai vào được cuốn sách thì chúng ta comment nha. Comment là đã vào được nha. Rồi, thì chúng ta sẽ có cái bài tập về nhà này. Bài tập về nhà của chúng ta đó là gì ạ? Là sẽ vẽ toàn bộ cái nhân vật với các cái động tác và những cái cảm xúc khác nhau. Nhân vật ở đây bao gồm nhân vật chính, nhân vật phản diện và nhân vật phụ. Được chưa? Đồng thời chúng ta vẽ thêm về cái bối cảnh. Ok không ạ? Vẽ thêm về bối cảnh. Và ngày mai chúng ta sẽ học về việc ghép từng bức tranh vào một với nhau nhá. Và để ghép được thì chúng ta cần cái nguyên liệu đó là bối cảnh, nhân vật chính, nhân vật phụ với các cái động tác, với các cái cảm xúc khác nhau phù hợp với cái câu chuyện của mình. Và anh chị em chúng ta là người mới cho nên chúng ta hãy xác định là chúng ta sẽ vẽ một cuốn truyện tranh nó khoảng độ 10 đến 15 trang thôi, đừng có tham. Ok không ạ? Nhá. Và nếu mà chúng ta khó khăn hoặc vướng chỗ nào, vui lòng gửi lên trên nhóm ngay lập tức, Huy sẽ hướng dẫn anh chị em. Và nếu mà chúng ta đã hoàn thành xong được nhân vật thì chúng ta cũng sẽ gửi lên trên nhóm, được chưa? Nếu anh chị em chúng ta hiểu được cái bài tập của mình thì comment là ok. Nếu ai đã hiểu được cái bài tập của mình thì comment là ok, đúng không ạ? Rồi, 1, 2 3, 4. Ok, 5. Rồi, rất tốt. Hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hôm nay chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã hiểu về các cái nguyên tắc, các cái bước để mà vẽ cuốn truyện tranh hấp dẫn. Cái thứ hai là chúng ta đã biết cách vẽ một cái nhân vật mang tính chất là xuyên suốt. Đó. Và để mà vẽ được cái nhân vật xuyên suốt ấy thì về cơ bản đó là chúng ta cần phải có sự kiên trì. Ngoài cái mẹo Huy chia sẻ ra thì anh chị em chúng ta nhớ đó là chúng ta cần phải kiên trì. Và lấy cái mẫu ấy, thì chúng ta lấy cái mẫu thì chúng ta gì ạ? Lấy cái mẫu đó là cái khuôn mặt thôi. Sau đó chúng ta đưa thêm vào những cái động tác, cái cảm xúc. Và kiên trì làm. Nếu như mà nó không ra giống ý mình, giống như bạn Tuấn ấy, thì mình hỏi ngay nhá. Mình hỏi ngay, Huy chỉ cho anh chị em sẽ dễ hơn. Được chưa? Rồi, thì buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Anh chị em nào mà có câu hỏi thì chúng ta cứ đặt câu hỏi. Còn nếu mà không có câu hỏi thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Ok không ạ? Nếu mà có MC ở đấy thì mình có thể là lấy mic được rồi đấy, MC ơi. Còn nếu mà không có MC thì xin chào anh chị em và chúc anh chị em cũng đang ngủ ngon. Ok, bye bye chị em nhé.